Mẹ. Sao anh lại gọi cô Hồng là mẹ? Người mà cô đang hẹn hò chính là con trai tôi. Tại sao cô có thể nó đối xử với tôi như vậy? Hả? Cả con nữa. Tại sao con đối xử với mẹ như vậy? Tại sao con giấu mẹ tất cả những cái chuyện này? Mẹ, mẹ bình tĩnh, nghe con giải thích đã. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.